Tiếp nối sự kiện ra mắt hai mẫu xe mới của Hyundai thành công ngày 19 tháng 9 vừa qua tại Hà Nội, Toyota Việt Nam cũng đã chính thức ra mắt mẫu xe Yaris Cross hoàn toàn mới. Là một mẫu xe phù hợp với xu hướng xe gầm cao ngày càng được ưa chuộng hiện nay, đặc biệt sở hữu những yếu tố thu hút khách hàng trẻ. Toyota Yaris Cross thể hiện hành trình nỗ lực không ngừng cải tiến nhằm mang đến những mẫu xe chất lượng hàng đầu, phủ kín dải sản phẩm ở tất cả các phân khúc, cũng như bổ sung thêm lựa chọn xe thân thiện môi trường của Toyota. Xe có hai phiên bản động cơ xăng và hybrid. Theo đuổi ngôn ngữ thiết kế mạnh mẽ và năng động, Yaris Cross tạo cảm giác khỏe khoắn với lý tản nhiệt và phần cản trước dạng hình thang. Những đường nét góc cạnh của cụm đèn trước và đèn sương mù mang đến hình ảnh năng động của một chiếc SUV hiện đại. Hơn nữa, Yaris Cross còn được trang bị hệ thống đèn chiếu sáng full LED, tăng khả năng chiếu sáng và dáng vẻ sang trọng lịch lãm cho chiếc xe. Mâm xe hợp kim 18 inch lớn nhất phân khúc với hai màu tương phản. Cụm đèn hậu được tạo hình góc cạnh, vuốt dài sang hai bên nhấn mạnh vẻ cá tính của chiếc xe. Yaris Cross sở hữu không gian nội thất rộng rãi, được trang bị nhiều tiện ích phong phú, hiện đại. Kính trần xe toàn cảnh với tấm che nắng điều khiển điện, đèn trang trí khoang nội thất với tùy chọn màu sắc và cường độ sáng theo sở thích của chủ nhân. Khu vực điều khiển trung tâm tập trung vào người lái với đầy đủ các trang bị tiện ích bao gồm ghế lái chỉnh điện 8 hướng, lẫy chuyển số trên vô lăng trên phiên bản xăng, màn hình giải trí dạng nổi lên tới 10,1 inch, kết nối điện thoại thông minh và điều khiển giọng nói, sạc không dây, phanh đổ điện tử và giữ phanh tự động. Điều hòa tự động được thiết kế thân thiện với người dùng. Với thiết kế thông minh tối ưu hóa không gian, Yaris Cross có sức chứa khoang hành lý dẫn đầu phân khúc với dung tích 471 lít trên phiên bản xăng và 466 lít trên phiên bản hybrid. Cùng với phương châm an toàn là trên hết cũng như mong muốn mang lại sự an toàn tối đa cho hành khách, Toyota Yaris Cross được trang bị gói công nghệ an toàn chủ động Toyota Safety Sense với những tính năng hỗ trợ tối đa cho người lái. Yaris Cross sở hữu khả năng vận hành mạnh mẽ với khung gầm hoàn toàn mới, đáp ứng nhu cầu di chuyển đa dạng trên mọi địa hình nhờ khoảng sáng gầm xe lên tới 210mm và bán kính vòng quay tối thiểu nhỏ nhất phân khúc chỉ 5,2m, tạo nên tính linh hoạt trong đô thị. Xe có hai sự lựa chọn là phiên bản xăng và hybrid. Phiên bản xăng được trang bị động cơ 1.5 lít 4 xi lanh, sản sinh công suất cực đại 105 mã lực, mô men xoắn cực đại 138 Nm, kết hợp cùng hộp số biến thiên vô cấp kép DCVT, trong khi phiên bản hybrid với công suất của động cơ xăng là 90 mã lực, kết hợp cùng motor điện 79 mã lực. Có chế độ lái thuần điện và sử dụng pin Li-ion hoàn toàn mới, nên có mức tiêu thụ nhiên liệu cực thấp, chỉ 3,56 lít trên 100 km trong đô thị. Ngoài ra, những khách hàng sở hữu sớm xe Yaris Cross hoàn toàn mới còn có cơ hội nhận được những ưu đãi hấp dẫn từ Toyota Việt Nam và hệ thống đại lý như tặng 50% lệ phí trước bạ cho khách hàng tiên phong mua xe và hoàn tất thanh toán đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023. Gói hỗ trợ tài chính hấp dẫn với số tiền thanh toán ban đầu chỉ từ 105 triệu đồng và lãi suất ưu đãi đặc biệt chỉ từ 2,99% một năm cho khách hàng vay mua xe qua công ty tài chính Toyota đến hết ngày 30 tháng 11 năm 2023. Giảm 10% cho khách hàng mua các gói sản phẩm bảo hiểm Toyota cho đến hết ngày 30 tháng 11 năm 2023. Toyota Yaris Cross được nhập khẩu và phân phối với 5 màu sắc và chính thức có mặt tại các đại lý Toyota trên toàn quốc từ ngày 19 tháng 9 năm 2023 với mức giá rất hấp dẫn như sau. Thưa quý vị, ngoài 3 mẫu xe mới ra mắt vừa được chương trình giới thiệu, trong tuần qua còn có những mẫu xe khác cũng liên tiếp ra mắt thị trường Việt Nam là Porsche Cayenne mới, 3 mẫu xe điện mới của Mercedes-Benz và đặc biệt là sự xuất hiện của thêm một thương hiệu ô tô tại Việt Nam là Skoda và 2 mẫu xe mới của thương hiệu này. Chúng tôi sẽ gửi đến quý vị những thông tin về các sự kiện này trong chương trình Xe và Xu hướng tuần sau. Mời quý vị đón theo dõi.